Ok, chào mừng anh chị em nhà đầu tư của chúng ta đã quay trở lại với kênh chứng khoán Hoàng Tuyết Lan Investment. Thì ngày hôm nay Hoàng sẽ đánh giá nhận định cái diễn biến thị trường ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 9 để đưa ra cho anh chị em những cái góc nhìn phân tích về các cái yếu tố dòng tiền cũng như là cái xu hướng thị trường đoạn này và các cái hành động của chúng ta đoạn này nên làm gì để nó hợp lý nhất. Yếu tố thứ hai Hoàng sẽ đánh giá đó là cái nhóm ngành mà ngày hôm nay chạy tương đối mạnh, đúng không ạ? Và cái nhóm ngành này Hoàng đã nói cho anh chị em trong cái video ở cái đợt nghỉ lễ rồi, đã phân tích kỹ cho anh chị em nhóm thép rồi, và chúng ta thấy là ngày hôm nay nó đều chạy đúng như cái kỳ vọng của Hoàng nhận định. Cái yếu tố mà ngày hôm nay các cái nhóm ngành mà nó chạy mạnh và đồng đều như thế này, chúng ta thấy là trong cùng một cái nhóm ngành không có cổ phiếu nào bị bỏ lại, ngày hôm nay đều tăng từ 6% đến trần hết. Thì đây là những cái tín hiệu tích cực, nó bắt đầu cho một cái con sóng sẽ đẩy giá của cái nhóm ngành thép. Thì tí nữa Hoàng sẽ nhận định cái nhóm ngành này hơn nữa, một chút nữa là khoe một chút lại, đúng không ạ? Khoe khoang một chút về cái nhóm ngành này đã chọn, đã Hoàng đã chọn đúng cho anh chị em nhà đầu tư của chúng ta. Và anh chị em nào mà chúng ta cần, đúng không ạ, hỗ trợ về cái mặt là vào những cái room khách hàng cũng như là tư vấn của Hoàng, thì chúng ta có thể là chọn lựa mà về mở tài khoản bên Hoàng. Thì cái vốn Hoàng yêu cầu chỉ là trên 50 triệu thôi, thì anh chị em chúng ta có thể là mở xong và chúng ta vào những cái room này, Hoàng sẽ tư vấn cho anh chị em rất là cẩn thận và chúng ta chọn lựa những cái nhóm ngành nó tuyệt vời để chúng ta đánh. Thì đây là một chút quảng cáo cho anh chị em nhà đầu tư mà chúng ta chưa có người hỗ trợ, thì chỉ cần về mở tài khoản bên Hoàng thôi và chúng ta chuyển hết tiền về chúng ta đánh thôi, thì Hoàng sẽ tư vấn từ A đến Z một cách miễn phí cho anh chị em nhà đầu tư với một cái tâm trạng, với một cái yếu tố nghề nghiệp là phù hợp và thận trọng cũng như là ân cần nhất cho anh chị em. Thì đấy là một chút quảng cáo. Thì trước tiên vào cái video phân tích ngày hôm nay, thì anh chị em nào đi qua mà yêu quý Hoàng có thể là bấm vào nút like ở phía dưới video để video tiếp cận được nhiều người xem hơn, đúng không ạ? Còn trên đây là những cái quan điểm cá nhân của Hoàng thôi, để giúp anh chị em trong cái quá trình đầu tư chúng ta tổng hợp cái ý kiến và ra quyết định cho mọi người. Thì chúng ta thấy là cái diễn biến thị trường ngày hôm nay thì phải nói là một phiên rất là tích cực rồi. Và cái nhóm ngành dẫn nhất cho cái sự tăng 10 điểm ngày hôm nay thì phải đến từ cái nhóm ngành thép, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta thấy là cái dòng tiền nó cũng lan tỏa đều, giống như nhóm ngành chứng khoán thì bắt đầu nó cũng lấy lại những cái đà tăng của nó. Tuy nhiên nhóm ngành này thì chúng ta thấy là tăng rất là mạnh rồi, cái điểm mua nó cũng rất là khó. Thì trung bình các cái cổ phiếu ngày hôm nay chúng ta thấy là kéo rất là tốt, đúng không ạ? Kéo rất là tốt, đa số thị trường nó bùng nổ. Thì đây là một cái biểu đồ thống kê của cái phiên giao dịch ngày hôm nay, thì chúng ta thấy là ở phiên sáng thì các cái cổ phiếu đỏ nó còn chiếm ưu thế, nhưng mà chúng ta thấy là bắt đầu khoảng 2 giờ khi mà thép kéo thì các cái nhóm ngành khác nó bắt đầu nó chạy theo, và khi đó chúng ta thấy là toàn bộ cái bảng điện là hầu như là xanh hết. Và cái phân bổ dòng tiền ở đây thì chúng ta thấy là nó thể hiện cái lực cầu và tiếp tục nó mua lên, và nó khiến các cái cổ phiếu tiếp tục là nó tăng giá. Ở đây chúng ta nói về một chút về khối ngoại, thì chúng ta thấy là trong những giai đoạn gần đây họ bắt đầu họ quay trở lại mua ròng. Phiên ngày hôm qua thì là do giao dịch thỏa thuận thôi, và ngày hôm nay chúng ta thấy là cái yếu tố mà họ bán cũng không quá nhiều. Thì với cái áp lực tỷ giá hiện tại thì khối ngoại khả năng cao thì họ sẽ có những phiên tiếp tục bán thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là cái dòng tiền trong nước hiện tại vẫn tương đối mạnh, dòng tiền cá nhân dẫn dắt, thì anh chị em cứ yên tâm, cổ phiếu nó sẽ tiếp tục nó lên và thị trường hiện tại nó cũng tương đối ổn định. Thì để đánh giá cái xu hướng thị trường hiện tại thì sẽ đưa ra cho anh chị em hai cái yếu tố mà Hoàng đánh giá trong cái video này để giúp anh chị em chúng ta có thêm những cái góc nhìn. Đầu tiên Hoàng sẽ đánh giá về cái dòng tiền, thứ hai là về phân lớp các cái cổ phiếu cho anh chị em. Thứ nhất là về dòng tiền, chúng ta thấy là trong giai đoạn gần đây khi mà có những cái phiên gãy chen thì chúng ta thấy là sau khi mà lấy lại những cái đà tăng của nó thì chúng ta thấy cái dòng tiền nó tiếp tục nó vào. Thật ra dòng tiền nó vào từ cái hôm từ đoạn trước tháng 9 rồi, tầm 30 29 tháng 8 thì cái dòng tiền chúng ta thấy là nó cũng duy trì khoảng 20.000 tỷ. Và với một cái yếu tố duy trì 20.000 tỷ thì nó sẽ đủ các cái điều kiện, nó thể hiện cho cái dòng tiền nó vẫn tồn tại trong thị trường. Và trong những cái phiên giao dịch đấy thì chúng ta thấy là yếu tố mà gãy trong giai đoạn vừa qua thì nó cũng đã rất là phù hợp với những cái gì Hoàng đã nhận định ở những video trước đó. Thì cái cú điều chỉnh này thì nó sẽ là phù hợp. Thứ nhất là dù bỏ những anh chị em nhà đầu tư đoạn trước đánh kho rất là nhiều, thứ hai là hạ cái độ nóng thị trường, và thứ ba sẽ hút được cái dòng tiền. Và chúng ta thấy là sau những cái phiên giao dịch thì chúng ta thấy là lực cầu tiếp tục nó được bơm vào, và cái dòng tiền này nó sẽ bền vững hơn và nó sẽ giúp thị trường của chúng ta đi xa hơn. Thì cái yếu tố quan trọng nhấn mạnh ở đây cho anh chị em đó là yếu tố dòng tiền tiếp tục được cải thiện, và với cái dòng tiền như thế này thì thị trường sẽ tiếp tục nó lên, vì thế cái cơ hội chúng ta kiếm tiền nó vẫn còn. Thì ở trong bất cứ một cái thị trường tài chính nào, cái yếu tố thanh khoản là quan trọng nhất.
Khi mà thanh khoản to, nó thể hiện cho giống như là một cái chợ mua bán nhiều, thì cái cơ hội anh chị em chúng ta kiếm tiền thì nó sẽ dễ dàng hơn. Thì đấy là yếu tố dòng tiền hiện tại đang ủng hộ thị trường rất là nhiều. Cái yếu tố thứ hai mà phân tích các nhóm ngành thì chúng ta thấy là trong những cái phiên giao dịch gần đây thì chúng ta thấy là các cái cổ phiếu cơ bản như là nhóm ngân hàng, rồi các cái cổ phiếu sản xuất, và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta thấy là thép thì nó dẫn nhịp cho cái thị trường đoạn này, cũng như là các cái cổ phiếu tăng trưởng khác như là dầu khí này, JMADEP thì đoạn này nó lại tăng trở lại ở cái nhịp tăng đoạn này. Thì nó thể hiện cho cái gì? Nó thể hiện cho cái cấu trúc thị trường hiện tại ở cái con sóng tăng đoạn này nó tương đối là nó bền vững, bởi vì nó được dẫn dắt bởi các cái cổ phiếu nó có những cái câu chuyện và nó có những cái yếu tố cốt lõi của nó thì thị trường nó sẽ bền vững hơn. Thì đấy là đánh giá cái phân lớp ngành để anh chị em chúng ta tổng hợp từ cái yếu tố dòng tiền cũng như là cái yếu tố phân lớp ngành, thì chúng ta thấy là chúng ta đang có một cái thị trường ở giai đoạn uptrend và tương đối là tích cực. Thì trong video trước đó thì Hoàng cũng đã nhận định cho anh chị em là về mặt chỉ số thì khi mà vượt 1210 thì chúng ta thấy là nó cũng kết nối lại, nó loại bỏ cái đoạn này là đoạn bia chát và nó bước vào một cái xu hướng sideways. Thì với cái yếu tố mà chúng ta thấy là thị trường hiện tại về mặt chỉ số đang tạo ba đỉnh, ở đây có một cái đỉnh, ở đây có một cái đỉnh và ở đây có một cái đỉnh. Tuy nhiên anh chị em mà đánh giá đúng không ạ, chúng ta theo dõi từng phiên giao dịch thì chúng ta thấy là mặc dù thị trường gần đỉnh nó có những cái phiên rung lắc như là ngày hôm nay chúng ta thấy là rung lắc ở cuối phiên buổi sáng, và chúng ta thấy là phiên chiều khoảng 1:30 thì nó có cái sự rung lắc nhưng mà áp lực bán nó không quá mạnh, đúng không ạ? Trong khi đó cầu vẫn mua lên rất là quyết liệt, thì chúng ta thấy là đoạn này đúng không ạ, cái nguồn cung ra ngoài rất là ít. Và với cái việc nguồn cung ra ngoài rất là ít như thế này thì nó thể hiện cho cái sự dụ bỏ nó đã dưới những cái phiên giao dịch ở đây rồi, đúng không ạ? Có nghĩa là những nhà đầu tư cầm hàng trên đây đã có cái sự dụ bỏ ở đây, đúng không ạ? Họ đã bán bớt hàng ở đây, và khi mà lên đây thì cái dòng tiền mới nó bắt đầu nó hội nhập lại, thì nó thể hiện cho khi mà thị trường tiệm cận vùng đỉnh nó không có cái nguồn cung nữa. Và khi mà không có cái nguồn cung như thế này thì Hoàng đánh giá là cái thị trường nó sẽ tiếp tục nó vượt qua được cái vùng này dễ dàng, và chúng ta cứ yên tâm, thị trường tương đối là tuyệt vời. Đấy là đánh giá cấu trúc thị trường, yếu tố dòng tiền, các phân lớp cổ phiếu cho anh chị em nhà đầu tư. Tiếp theo Hoàng sẽ đánh giá cái nhóm ngành mà tương đối hot ngày hôm nay, cũng tương đối là Hoàng sẽ khoe một chút, bởi vì Hoàng tư vấn đúng cái nhóm ngành này cho anh chị em nhà đầu tư của chúng ta ở cái giai đoạn trước, ở trong room khách hàng cũng như là video vừa rồi. Anh chị em nào mà xem được thì chúng ta đạt được cái mức lợi nhuận và chúng ta kiếm được phải nói là rất là nhiều tiền. Đặc biệt anh chị em trong room khách hàng thì chúng ta đã mua từ những cái vị thế đẹp rồi, đúng không ạ? Đấy là nhóm thép, chúng ta mua ở những vị thế đẹp rồi. Thì hầu như đây, đây là cái đánh giá mà Hoàng đã đưa ra cho anh chị em ở trong cái room khách hàng, đúng không ạ? Đây là 31 tháng 8, có nghĩa là chúng ta thấy là ở giai đoạn nghỉ lễ thì Hoàng đã cập nhật cho anh chị em rồi. Đây, cập nhật nhóm thép, anh chị em mua vị thế tốt, tiếp tục nắm giữ. Giá này đang vùng kết nối trên trung hạn, rung lắc mạnh nên rất là khó chịu. Tuy nhiên, ôm vùng giá này tỷ lệ ăn là cao, ít bữa vào quá trình đẩy giá sẽ lên rất nhanh, đúng không ạ? Thì Rung Hoàng đã mua cổ phiếu thép mà như là Nam Kim từ giai đoạn vùng 16x và 17 rồi. Thì hầu như là bây giờ anh chị em chúng ta có những cái khoản lãi rất là lớn. Có anh chị em nào mà chúng ta ở bên ngoài và chúng ta theo dõi video á, thì hầu như là chúng ta mua kịp thì chúng ta còn lãi một cái mức lãi phải nói là cũng tương đối là rất là cao, đúng không ạ? Thì xin chúc mừng anh chị em, đúng không ạ? Và thậm chí là chúng ta thấy là trong ngày hôm nay ở trong những cái room của Hoàng, Hoàng đã nhận định cho cái nhóm thép ngày hôm nay cái sự vượt đỉnh của nó sẽ có. Đúng không ạ? Đây anh chị em chúng ta có thể thấy. Đây buổi sáng này khoảng 9 giờ Hoàng đã nhận định cho anh chị em là đoạn này thép vượt đỉnh này, đúng không ạ? Chúc mừng trước rồi. Và chúng ta thấy là cái yếu tố mà vượt đỉnh là tại sao, thì Hoàng sẽ phân tích lại tại sao nhóm thép nó lại tăng, và Hoàng sẽ lấy lại những cái ý, đúng không ạ? Anh chị em nào muốn chi tiết hơn thì có thể là xem lại cái video này. Ở đây Hoàng bốc lại những cái ý thôi, đúng không ạ? Nói tóm tắt lại thôi. Thứ nhất, tại sao họ lại cho mua nhóm thép trong giai đoạn vừa qua? Thứ nhất là chúng ta phải hiểu là đa số các cái đám đông, đúng không ạ, chê cái nhóm ngành thép, đúng không ạ? Bởi vì họ không kiếm được tiền trong đoạn vừa rồi, đầu tư rất là nản, và họ thấy cái kết quả kinh doanh quý 2 của doanh nghiệp thép rất là bế bát. Thậm chí anh chị em bây giờ chúng ta đi gặp những cái người làm bên các cái doanh nghiệp thép thì họ cũng than rất là nhiều, ế ẩm mà không bán được hàng. Tuy nhiên, trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta phải là suy nghĩ ngược đám đông một chút, đúng không ạ? Ai cũng nhìn ra quý 2 doanh nghiệp thép xấu, ai cũng nhìn ra nó xấu rồi. Nhưng mà chúng ta thấy là cái kết quả kinh doanh quý 2 nó đã phản ánh những cái xấu nhất rồi. Và thậm chí bây giờ nó không còn gì nó xấu hơn nữa, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là gì? Thì đương nhiên là nó không thể giảm giá được nữa, thì nó chỉ còn là yếu tố là tăng giá thôi. Cái yếu tố thứ hai mà phân tích cho anh chị em đó là yếu tố về mặt giá sắt thép, đúng không ạ? Giá quặng sắt. Thì sáng nay Hoàng đã chia sẻ cho anh chị em giá FE, giá quặng
giá quặng sắt đã vượt đỉnh rồi. Đây là cái room khách hàng, anh chị em chúng ta có thể là vào room này để nhận những cái tư vấn. Đây thì Hoàng đã chia sẻ là giá FE vượt đỉnh tháng 6 rồi. Thì một cái lưu ý nữa thì tại sao giá quặng sắt lại vượt đỉnh? Thì chúng ta phải nhìn vào Trung Quốc, đúng không ạ? Trong giai đoạn vừa rồi chúng ta thấy là Trung Quốc có sự ảnh hưởng bởi bất động sản, đúng không ạ? Thì trong giai đoạn vừa qua chính phủ nó cũng hỗ trợ các cái doanh nghiệp bất động sản bằng những cái chính sách rất là nhiều để phục hồi lại cái mảng bất động sản mà chiếm 1/4 cái GDP của Trung Quốc. Thì chúng ta thấy là những cái doanh nghiệp mà trong giai đoạn vừa rồi lâm vào những cái tình trạng là không trả được nợ như là Country Garden á, thì chúng ta thấy là trong giai đoạn vừa qua họ cũng gia hạn được những cái khoản nợ trái phiếu để họ thanh toán đối với các trái chủ đến năm 2026. Thì những cái yếu tố này nó sẽ giúp cho cái thị trường bất động sản phục hồi, và khi mà thị trường bất động sản Trung Quốc phục hồi á thì nó sẽ kéo theo cái nhóm thép tăng. Đấy là những cái lưu ý. Nền kinh tế Trung Quốc nó rất là liên quan đến cái giá quặng sắt. Vì thế là lý do tại sao Hoàng đã đánh chỉ ba yếu tố căn bản như vậy thôi. Và như Hoàng nói rồi, đúng không ạ? Chúng ta mua vị thế đẹp thì yếu tố mà chúng ta thua phải nói là rất là thấp. Và khi mà chúng ta thấy là chạy như ngày hôm nay thì chúng ta kiếm được rất là nhiều tiền. Và với những cái yếu tố mà ngày nay vượt đỉnh và toàn bộ cái nhóm ngành như thế này, như là Hoa Sen, Nam Kim, TLH, VGS, TVN, cổ nào cũng tăng mạnh như thế này, thì nó xác nhận cho cái sóng này vào cái quá trình đẩy giá. Và cái target những cái cổ phiếu này, thậm chí là chúng ta để ý là giai đoạn cuối tháng 9, anh chị em chúng ta thấy là cái upside của nó phải từ 10 đến 15%, đúng không ạ? Và thậm chí là Nam Kim nó có thể lên vùng 24, Hoa Sen thì nó cũng có thể là lên được những cái vùng đỉnh cao hơn. Thì đấy là những cái yếu tố Hoàng bốc lại những video trước để phân tích cho anh chị em, đúng không ạ? Video này là nói trước khi thép tăng, còn video ngày hôm nay là phân tích lại những cái yếu tố, đúng không ạ? Cho anh chị em có thêm những cái góc nhìn. Thì ở đây cũng là nhân tiện là khoe lại cho anh chị em. Anh chị em nào mà chưa có người tư vấn thì có thể là mở cái tài khoản mà Hoàng đính kèm ở video này. Thì mở xong thì inbox cho Hoàng bằng cái số Zalo, thì Hoàng sẽ hướng dẫn anh chị em chúng ta nạp tiền vào và chúng ta bắt đầu một cái con đường giao dịch mới với cái sự tư vấn tận tâm của Hoàng để giúp anh chị em chúng ta có lãi được nhiều hơn. Thậm chí là ngày hôm nay chúng ta thấy là Hoàng cũng có mua thêm thép luôn, đúng không ạ? Hoàng mua thêm khoảng gần 6k thôi, đúng không ạ? Mua thêm 6k thôi. Thì tuy nhiên thì cái việc mua này, đúng không ạ? Mua thêm 6.000 như thế này thì chúng ta thấy là cái việc mua này thì chúng ta Hoàng cũng phải bán bớt một số những cái cổ phiếu, đúng không ạ? Như là Phát Đạt bán bớt, đúng không ạ? Để mua Nam Kim. Nói chung là cân bằng cái danh mục như vậy. Mặc dù là Phát Đạt nó sẽ còn tiếp tục tăng. Đấy là những cái lưu ý cho anh chị em. Một cái target Phát Đạt thì Hoàng cũng đã chia sẻ ở trong cái room rồi. Ok, thì đấy là đánh giá về nhóm thép, cũng nhân tiện khoe quảng cáo một chút cho anh chị em nhà đầu tư của chúng ta. Thì tiếp theo Hoàng sẽ đánh giá ngoài nhóm thép thì hôm nay chúng ta thấy Hòa Phát, đúng không ạ? Thì với cái việc Hòa Phát thì đoạn trước nó chạy rồi thì đoạn này nó cũng tương đối là chúng ta thấy là nó cũng chậm hơn. Tuy nhiên thì với cái việc ngày hôm nay nó cũng vượt đỉnh như thế này thì nó sẽ kéo toàn bộ cái nhóm ngành thép đi lên theo thôi, và Hòa Phát cũng lên theo. Cái nhược điểm Hòa Phát bây giờ thì nó sẽ bị khối ngoại nó bán một chút, nhưng Hoàng nghĩ là cũng không vấn đề gì, tiền trong nước vẫn cân được. Thì nói chung là các cái cổ phiếu này sẽ thay nhau lên. Nhưng mà với một cái bối cảnh mà vào cái sóng đẩy tăng á, thì anh chị em nên chọn lựa những cái cổ phiếu mà vốn hóa nó bé hơn, đúng không ạ? Hòa Phát thì sẽ dành cho anh chị em nào size to. Còn anh chị em nào vốn bé muốn bay nhanh hơn thì có thể là chọn Hoa Sen, Nam Kim, rồi TLH, đúng không ạ? Một số những cái cổ phiếu vốn hóa nó thấp hơn thì nó sẽ cho những yếu tố tăng giá. Rồi, chúc mừng anh chị em an bình ngày hôm nay chúng ta mua cái vùng 9.1 thì hiện tại cũng quay trở lại những cái vùng như là 9.4. Thì chúng ta thấy là yên tâm, những cái cổ phiếu này nó kiểm soát giá rồi thì chúng ta cũng không cần quá lo lắng đâu. Nhóm ngân hàng thì Hoàng đợt này Hoàng đánh mỗi an bình nhá. Nếu anh chị em nào muốn đánh nhóm ngân hàng thì nên chọn lựa những cái cổ phiếu vốn hóa bé thôi. Nhóm ngân hàng là chúng ta đánh như vậy. Rồi, chúng ta đến sang cái nhóm ngành chứng khoán. Chứng khoán đợt này chúng ta thấy là kéo rất là nóng, đúng không ạ? Kéo rất là nóng, với cái kéo như thế này thì Hoàng nghĩ là nó sẽ không bền đâu, đúng không ạ? Không bền đâu, và nó sẽ không còn những cái điểm mua nữa. Thì tốt nhất anh chị em chúng ta cứ quan sát thôi, cái đoạn này đừng có mua nữa, đúng không ạ? Đừng có mua nữa. Thậm chí là anh chị em room cộng đồng ngày hôm nay Hoàng cũng kêu là chốt bớt SSI đi, chúng ta chia ra chúng ta chốt dần, đúng không ạ? Bởi vì cái upside từ lúc mà Hoàng nói tới bây giờ cũng là 20% rồi, thì chúng ta cũng chốt dần. Rồi, những cái cổ phiếu như mà WG thì khả năng cao đợt này cũng khả năng cao vượt đỉnh rất là cao, bởi vì chúng ta thấy là cái tình hình bán lẻ hàng hóa tiêu dùng từ 8 tháng đầu năm đến bây giờ cũng cải thiện rất là nhiều, thì nhóm bán lẻ thì nó cũng có khả năng cao nó tiếp tục nó phi lên và nó vượt đỉnh rất là cao. Vì thế anh chị em cứ yên tâm là chúng ta nắm giữ.
Rồi, một cái cổ phiếu mà Hoàng đã bán trong giai đoạn vừa qua đó là HTN. Đúng ạ. Cũng đã khuyến nghị anh chị em chúng ta lãi rất là nhiều rồi. Chúng ta chốt hết và chúng ta mua từ giai đoạn vùng dưới à. À, vùng dưới là chúng ta mua từ cái đoạn này. Đúng ạ, chúng ta mua từ cái đoạn dưới này quanh nền này 14 thì chúng ta lãi 40% cái nhịp vừa rồi. Thì đoạn này Hoàng đang xem xét để Hoàng chú ý trở lại, đúng không ạ? Và cái điểm mua khi nào có thì sẽ báo anh chị em trong cái room khách hàng nhé. Thì anh chị em chúng ta có thể là vào để chúng ta nhận được những cái tín hiệu. Hoàng đang để ý HTN rất là nhiều. Nếu như đoạn này nó vượt được cái vùng 21 á thì Hoàng sẽ xem xét, bởi vì khi mà nó vượt được cái vùng 21 á thì nó sẽ kết nối luôn cái trend trung hạn. Nó không có giai đoạn tích lũy nữa thì nó sẽ chạy rất là nhanh và rất là cao. À, nhưng mà sẽ cần quan sát và những cái điểm mua hay sẽ báo trong cái room khách hàng, room không chat hoặc tiếp thành customer là cái room này, đúng không? Anh chị em chúng ta có thể là vào đây. Rồi đấy là cập nhật một số những cái nhóm ngành, những cái cổ phiếu tiêu biểu, đúng không? Cho anh chị em nhà đầu tư của chúng ta. Thì video ngày hôm nay ngắn gọn ở đây thôi. Nói chung là chia sẻ cập nhật nhóm thép là chủ yếu, cũng như là cái yếu tố dòng tiền thị trường. Video ngày hôm nay thì Hoàng xin kết thúc tại đây. Anh chị em nào yêu quý Hoàng thì có thể là về chúng ta mở tài khoản bên VBS để chúng ta giao dịch. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc anh chị em có một cái buổi chiều thật là vui vẻ.